Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến bạn một mẫu nồi của Tiger. Đây là mẫu nồi Tiger JPC B102, tức là nồi sản xuất năm 2019 nhé các bạn. Đấy, nồi này có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn nhé. Đây là mẫu cao tần áp suất 2 bi song sần của Tiger đấy các bạn. Nồi rất là nổi tiếng luôn. Nói Tiger để áp suất 2 bi thì ai cũng biết. Đây, cái mặt này có màu hơi vàng nhạt nhé các bạn, thân thì màu trắng. Đây, thông số đây, JPC B102 nhé các bạn, 1 lít này. Đấy, năm 2019, sản xuất tại Nhật, áp suất 25 kPa nhé các bạn. Rồi, nồi còn rất là đẹp nhé các bạn, rất là bóng. Rồi, vào bên trong các bạn xem. Đấy, đây. Còn khá là đẹp nhé các bạn. Đây, xoong đây. Cơm, mảng cơm nó bám vào các bạn. Này nó có... mấy cái này là vết kim châm nhé các bạn. Đấy. Kim châm nhỏ, rất là nhỏ. Còn bên ngoài thì rất là đẹp nhé các bạn. Bên ngoài là không có bị chảy xước gì cả. Xoong sần. Đây bên trong này cũng rất là đẹp. Rồi, mình ghim điện cho các bạn xem. Các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Đây, menu đấy các bạn. Menu của Tiger rất là đơn giản. Đây, cơm trắng đây. Đấy, rồi, mình nhấn nút nấu. 48 phút nhé các bạn. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán với giá là 1 triệu 9 nhé các bạn. Nồi Tiger áp suất 2 bi, giá 1 triệu 9. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.